Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá vừa ký ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024. Căn cứ hướng dẫn triển khai công tác đặc xá mới được ban hành, đối tượng xét đặc xá năm 2024 gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Về điều kiện được đề nghị đặc xá, phạm nhân phải có các quý đã đủ thời gian xếp loại được xếp loại khá hoặc tốt và thời gian tiếp theo từ ngày 26 tháng 5 năm 2024 đến ngày họp xét. Đề nghị đặc xá phải được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nhận xét đánh giá kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt. Các trường hợp không được đề nghị đặc xá gồm trường hợp cướp tài sản có sử dụng vũ khí, cướp giật tài sản nhiều lần, trộm cắp tài sản nhiều lần, sử dụng trái phép các chất ma túy. Về thời gian thực hiện, trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9, Hội đồng Tư vấn Đặc xá và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định. Tổ chức họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn và tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 30 tháng 9. Tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Chiều ngày 3 tháng 8, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động, du lịch miễn thị thực. Cảnh báo của Cục An toàn Thông tin nhấn mạnh lợi dụng nhu cầu đi lao động nước ngoài, du lịch Hàn Quốc của người dân, một số đối tượng lừa đảo đã tạo lập tài khoản mạng xã hội, đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về quy trình xin thị thực làm visa của một số người dân, đối tượng yêu cầu cung cấp những thông tin không cần thiết hoặc yêu cầu chuyển khoản trước những khoản phí không rõ ràng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng sẽ không liên hệ với cơ quan tổ chức hay cá nhân nào làm thủ tục mà thực hiện hành vi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 740 triệu đồng. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo, người dân cần kiểm tra tính xác thực và thông tin của đối tượng, công ty dịch vụ để liên hệ. Trong trường hợp gặp phải những đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động báo cáo các dịch vụ hoặc trang website nghi ngờ cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để giúp ngăn chặn hành vi lừa đảo. Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Trong dự thảo này, thì Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định người từ đủ 15 tuổi trở lên mới được đăng ký xe, thay vào đó là không giới hạn độ tuổi. Lý giải cho việc thay đổi độ tuổi đăng ký xe, Bộ Công an cho biết, Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp vừa có công văn cho rằng quy định giới hạn độ tuổi đăng ký xe tại Thông tư số 24 năm 2023 là không có cơ sở, hạn chế quyền của công dân. Tiếp thu ý kiến này trong dự thảo thông tư, Bộ Công an đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng không giới hạn độ tuổi đăng ký xe nữa. Thay vào đó, thông tư sửa đổi với nội dung người chưa thành niên khi làm thủ tục đăng ký xe thì phải được người đại diện theo quy định của pháp luật đồng ý và ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người đó trong giấy khai đăng ký xe. Còn tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe đối với 189 hành vi, nhóm hành vi, trong đó có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm. Nhóm hành vi bị trừ 12 điểm gồm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép, tham gia giao thông trên 150%, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35 km/h. Đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định trong tháng 8 thì hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 8 hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tức là thấp hơn so với trung bình từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới trong các năm cùng thời kỳ. Đến tháng 9, tình hình mưa bão ở các tỉnh miền Trung sẽ diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 4 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền.
các nghiên cứu của cơ quan khí tượng thế giới đều cho rằng năm nay sẽ xuất hiện nhiều bão mạnh từ cấp 11, cấp 12 trở lên, bởi nền nhiệt trên nước biển rất cao khiến bão dễ hình thành, và hình thành trong điều kiện có La Nina nữa thì có thêm hệ thống xoáy. Khánh thành công trình di tích chùa Cầu. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản năm 2024, chiều ngày 3 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ di tích chùa Cầu sau gần 20 tháng thi công. Dự án tu bổ di tích chùa Cầu hay còn gọi là Lai Viễn Kiều được khởi công vào cuối tháng 12 năm 2022 với tổng kinh phí dự án được phê duyệt là hơn 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam và ngân sách thành phố Hội An. Sau gần 20 tháng thi công, dự án đã thành công với một số kết quả đáng chú ý khi hình dáng của kiến trúc, cấu trúc của kết cấu chùa Cầu từ tổng thể đến chi tiết được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Chùa Cầu sau khi tu bổ được bảo tồn tối đa các giá trị nguyên gốc. Di tích chùa Cầu đã được khắc phục gần như triệt để các khiếm khuyết, gia cường đáng kể sự chắc chắn, bảo đảm sự ổn định, bền vững để tiếp tục trường tồn cùng di sản văn hóa Hội An. Bên cạnh bảo tồn, giữ gìn giá trị di tích, dự án cũng đã thực hiện đồng bộ việc đầu tư nâng cấp hạ tầng cảnh quan, môi trường xung quanh, cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ phát huy hiệu quả lâu dài giá trị di tích. Thưa quý vị, nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, cùng với hệ thống kênh rạch chằng chịt, thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông đường thủy, mà quê hương này còn sở hữu nhiều làng nghề trứ danh gắn liền với sông nước. Điển hình phải kể đến làng bột Sa Đéc, và cũng từ đây nhiều sản vật rau bột được ra đời, trong đó hủ tiếu Sa Đéc là một trong các món ẩm thực được nhiều thực khách biết đến. Theo lời kể của nhiều bà con, xóm bột đầu tiên ra đời thuộc xã Tân Phú Đông. Về sau, làng ra các xã Tân Quy Đông, Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây, Vườn Hai. Trong thời điểm hưng thịnh, làng nghề có vài trăm hộ tham gia sản xuất bột. Cũng nhờ cái nghề bột này thì tới giờ nó cũng trên trăm năm rồi. Bởi vì tới cái đời tôi nó thì đời thứ ba rồi, tới cái đời con nó là đời thứ tư rồi. Mà bột này thì nó ra những cái nhiều cái loại bánh. Ví dụ như bánh bò, bánh canh, hủ tiếu này kia là mình phải ăn cái vấn đề đó. Thì bây giờ cái này mình cũng phải lưu truyền tới đời này sang đời khác. Chừng nào mình hết ăn bánh đó, thì mình không có lưu truyền. Hiện làng nghề có khoảng 350 hộ sản xuất bột với hơn 2.000 lao động. Mỗi năm cung ứng cho thị trường 30.000 tấn bột gạo. Hủ tiếu vốn là một món ăn không còn xa lạ với người miền Tây. Hủ tiếu thường được chế biến xào, trộn và hủ tiếu nước. Mỗi món ăn luôn cần những hương vị, nguyên liệu tươi, đảm bảo độ ngon, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực khách, du khách. Trong đó, nguyên liệu hủ tiếu được sản xuất bởi các lò bột ở Sa Đéc. Bởi những người con đam mê và lưu giữ nghề của quê hương là không thể thiếu. Dạ, con chào cô. À, chào con. Dạ cô ơi, hủ tiếu của quê hương mình thì những cái nguyên liệu nào nó sẽ là những cái nguyên liệu quan trọng chủ chốt nhất? Quan trọng nhất là cái nước lèo của cô đó, với lại cái hủ tiếu á. Ở đây thì cô nấu cái nồi nước lèo là bằng xương ống và các như là củ này kia, tôm khô, khô mực. Rồi phối hợp với lại hủ tiếu của cô á, cô lấy đặc biệt là cái lò này nè, ngon lắm. Sáng nó phơi bột nắng đem lại giao cho cô à. Cô bán hết buổi chiều, cái sáng bữa sau tôi đưa cho cô nữa. Cho nên thành tôi có tiếu cô ngon lắm, cộng có tiếu đặc biệt. Phát huy tốt hơn nữa, cái giá trị phi vật thể mà là nghề đã được công nhận thì chúng tôi cũng đã tổ chức xây dựng lại một số cái địa điểm để làm sao đó là cho du khách đến tận hộ gia đình để người ta thực hiện những cái khâu có thể là làm bột nè, sáng sớm. Giờ nào làm bột rồi đến giờ nào thì chúng ta có thể là phơi bột rồi là kể cả những cái sản phẩm sau bột như là làm hủ tiếu, làm bánh phồng tôm vân vân. Rồi các cái sản phẩm đó nó có tạo cái cơ hội để cho du khách được trải nghiệm. Dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng cũng nhờ sự nỗ lực gìn giữ, sự sáng tạo không ngừng của người dân và chính quyền địa phương, nên hơn một thế kỷ qua, thương hiệu bột gạo Sa Đéc vẫn giữ được giá trị riêng có. Những sản phẩm bột ngày càng đa dạng,
Và cũng nhờ nét đặc trưng này, làng bột sớm trở thành địa điểm du lịch thú vị ở Đồng Tháp. Tại huyện miền núi Tây Giang của tỉnh Quảng Nam có một loại cây bản địa quý, không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang lại nguồn lợi về sinh thái, đó là cây chè đin. Trong vài năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền và sự vào cuộc của doanh nghiệp, thì giống cây này đang dần được khai thác đúng với giá trị của nó, giúp cho đồng bào nơi đây có thêm sinh kế, đồng thời phục hồi diện tích rừng từ việc trồng cây chè đin. Cây chè đin vốn là loài cây bản địa, nằm rải rác dưới tán rừng dọc biên giới Việt-Lào. Được người đồng bào Cơ Tu coi là cây quý bởi nước của nó có thể thay thế rượu. Cũng chính vì thế mà có một thời gian, loài cây này bị khai thác quá mức nhưng lại không xứng đáng với giá trị quý giá của cây. Trước thực trạng đó, năm 2015, anh Phạm Thanh Hoàng đã vận động nhiều hộ dân liên kết với hợp tác xã để trồng nhằm phục hồi và phát triển vùng nguyên liệu, rồi thu mua, chiết xuất, hình thành nên rừng cây chè đin nguyên liệu. Với diện tích khoảng 500 hectare tại xã Gari, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đến nay, diện tích đã được mở rộng lên hàng nghìn hectare, từ xã Gari, Chợ Ôm, huyện Tây Giang, qua tới huyện Cà Lùm, nước bạn Lào. Cây chè đin có tên gọi khác là cây đồng đỉnh núi, tên khoa học là Caryota gigas, phát triển tốt ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Sau khi tìm hiểu về cây chè đin, anh Hoàng bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm siro chè đin. Bởi nhựa của cây chè đin chính là một chất tạo ngọt tự nhiên. Cứ 10 lít chè đin bán đi, người dân sẽ thu về được khoảng 150.000 đồng, trở thành nguồn sinh kế mới cho đồng bào. Dần dà người Cơ Tu nơi đây, từ chỗ chỉ lấy nước về làm rượu uống, nay đã biết thu hoạch chè đin để có thêm thu nhập, tham gia vào chuỗi sản xuất, liên kết của hợp tác xã, đồng thời tập trung trồng, mở rộng và phát triển cây chè đin để có kinh tế và giữ đất, giữ rừng. Chè đin trên đó bây giờ nó rất là hiếm vì do bà con người ta lạm dụng lấy cái vỏ cây chuồng á để người ta uống rượu, thành ra sau rồi cái bây giờ là tuyệt chủng cái cây luôn. Mà bây giờ muốn lấy là phải mua từ bên Lào hoặc là mua từ dưới Đông Giang hoặc là những vùng khác lên. Đó thì mình cũng nghĩ là thôi mình cũng sẽ cố gắng làm cái đường này để cho thứ nhất là tạo công ăn việc làm tại chỗ cho bà con. Và thứ hai mình có thể bảo tồn được những cái cây có giá trị, với lại cái cây chè đin này rất là dễ mọc và chỉ có 4 năm là có thể là khai thác được. Không chỉ mang lại sinh kế và thu nhập cho người đồng bào nơi đây, việc khôi phục và phát triển cây bản địa chè đin còn giúp hạn chế tình trạng xói mòn, sạt lở ở miền núi cao nhờ bộ rễ sâu cùng tán cây rộng. Trước những giá trị to lớn mà cây chè đin mang lại, chính quyền huyện Tây Giang đã chủ trì hướng dẫn cho doanh nghiệp và hợp tác xã xây dựng một đề tài trong dự án khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật và chuyên môn nhằm phát triển dự án này. Trong chương trình mục tiêu quốc gia thì chúng tôi cũng có định hướng cho các xã là tạo ra vùng nguyên liệu từ cái loại cây chè đin này. Vì nó là một cây rất là dễ trồng và nó rất phù hợp với cái địa bàn miền núi. Thì muốn có được sản phẩm thì cần phải có cái vùng nguyên liệu để phục vụ cho sản phẩm này. Thì hiện nay dự án đang được tập trung triển khai và đang trong giai đoạn đầu thì đánh giá là nó kết quả tương đối tốt. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi để cho nó có kết quả tốt hơn trong thời gian đấy. Mục tiêu của dự án là mở rộng liên kết sản xuất với gần 1.000 hộ gia đình và tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, dự án mong muốn sẽ đóng góp cho cộng đồng, hướng tới bảo đảm đời sống an sinh xã hội của đồng bào dân tộc, hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế gắn với phát triển, bảo vệ rừng, kinh tế tuần hoàn, góp phần vào xây dựng nền nông nghiệp không phát thải. Thưa quý vị, trên trang nhất các báo số ra hôm nay đều đăng tải thông tin Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Chuyển sang thông tin trên báo Nhân dân. Thưa quý vị, không chỉ là trung tâm kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm về văn hóa với nhiều lễ hội, sự kiện sôi nổi được tổ chức hàng năm.
nhiều lễ hội truyền thống được duy trì với quy mô, chất lượng ngày càng nâng lên. Bên cạnh đó, nhiều lễ hội mới được tổ chức trong những năm gần đây đã đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của du khách và người dân thành phố. Qua đó góp phần mang lại màu sắc tươi mới cho hoạt động văn hóa du lịch của thành phố mang tên Bác. 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ đà phát triển khá. Bức tranh tổng thể ngành dệt may dần phục hồi, đơn hàng tăng trở lại giúp cải thiện doanh số, tổng kim ngạch xuất khẩu cũng tăng. Nhưng theo ghi nhận trên báo Tuổi Trẻ thì nhiều công ty vẫn còn thua lỗ, cắt giảm sản xuất, đơn hàng trở lại nhưng chưa chắc chắn. Ngoài đơn hàng thì doanh nghiệp dệt may cũng phải đối mặt với nhiều những nỗi lo khác, từ đơn giá, chi phí nhân công. Và tuy không phải vấn đề mới, nhưng khá nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra chật vật với những yêu cầu ngày càng khắt khe với câu chuyện xanh hóa. Đại diện một số doanh nghiệp cho biết là năm 2024 vẫn là một năm khó khăn khi một số nước như là Mỹ, Anh, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc có tỷ lệ lạm phát còn cao, Mỹ chưa hạ lãi suất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ngành công nghiệp bán dẫn đã dần trở thành trụ cột trong nền kinh tế kỹ thuật số. Bài viết trên báo Hà Nội Mới khẳng định, Hà Nội với vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển vượt trội đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thì thành phố Hà Nội sẽ tập trung ban hành cơ chế chính sách phù hợp, phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số. Nhiều ngày qua, người dân ở một số thôn xã thuộc các huyện như là Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, thành phố Hà Nội phải đối mặt với trận lụt sâu kéo dài. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, không chỉ phải đối mặt với lũ lụt tự nhiên, chúng ta cũng phải tính đến rủi ro mất an toàn hồ đập thủy điện ở vùng thượng du. Rủi ro mất an toàn hồ đập có thể đến từ sai lầm chủ quan của con người trong quá trình vận hành hồ đập, có thể do thiên tai như là động đất, sạt lở. Vì vậy mà phương pháp tốt nhất để giải bài toán an dân và chống lũ là thực hiện nghiêm quy hoạch hành lang thoát lũ, song song với việc thường xuyên tu bổ, gia cố các tuyến đê và nâng cao cốt mặt đê ở những đoạn hay bị nước lũ tràn qua. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, khi năm học mới năm 2024-2025 đã cận kề, thì nhiều vấn đề liên quan đến sách giáo khoa lại gây không ít băn khoăn, lo lắng cho người dùng. Từ giá cho đến vấn đề lựa chọn sách, rồi nỗi lo sách giả, sách thật. Theo khảo sát của phóng viên Báo Nhân dân cuối tuần, tính đến thời điểm này thì phần lớn các trường, các địa phương trên cả nước đã hoàn tất và chốt phương án sách giáo khoa được lựa chọn. Tuy nhiên, qua không ít ý kiến, giáo viên phản ánh, bày tỏ sự băn khoăn, nỗi lo lắng, lại cho thấy rằng là ở một số cơ sở giáo dục, kết quả chọn sách giáo khoa chưa phản ánh đúng ý chí của các giáo viên và người học. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng là nếu như địa phương chỉ chọn một bộ sách giáo khoa hay chỉ chọn mỗi môn học một cuốn sách của một bộ, thì sẽ quay lại tình trạng độc quyền sách giáo khoa như trước đây.